về nằm ăn bánh bao không? Có. Mẹ hỏi bánh bao hai anh em ăn nha. Dạ. Thèm lắm rồi. Thèm lắm hả? Kobi lên đây. Lên lắm. Trời, mẹ phải hấp bánh bao cho anh Chín lên nha. Con ăn một cái thôi. Ăn một cái hả? Để gửi cho ba. Cho ba nữa, đúng rồi. Cho ba, cho mẹ, cho Kobi. Đúng rồi, là bốn người, là bốn. Có biết được nghịch không? Bốn người là bốn cái. Đúng rồi. Không thì là một cái là cắt là từng bốn cái. Ừ. Này, có biết lên đây ngồi được không? Kobi, mẹ cho con một miếng nữa nè. Ngon không Kobi? Mời con ăn đi. Kobi ăn chưa? Ngon không mình? Con ngồi đây với mẹ. Ba. Ngon không? Anh Kobi thích ăn ấy. Mẹ phát hiện ra cái này nó gần gần giống với là cái màu áo của Kobi này. Hơi giống một tí nhỉ? Mẹ ơi, bóc cái nhanh cho ta cho con.